Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay là Excel hướng dẫn các bạn cách để tạo form đăng nhập trong Excel. Giả sử ở đây mình có một cái file Excel này rất là quan trọng, mình chỉ cho những ai mà biết được cái tên đăng nhập và mật khẩu mới truy cập được thôi nhé. Còn ai mà không biết được thì sẽ không thể truy cập được. Bây giờ các bạn mở cái file này lên. Đấy, các bạn tích đúp nhé. Thì nó sẽ hiện gì ạ? Nó sẽ hiện cái yêu cầu là tên và mật khẩu đăng nhập, đúng không ạ? Nếu như ví dụ ở đây mình nhập sai, ví dụ mình nhập là gái Excel, đúng không? Mật khẩu các bạn ghi là gì đấy chẳng hạn, các bạn không biết, các bạn tích vào login. Đấy thì nó sẽ báo là gì ạ? User hoặc mật khẩu không đúng, xin nhập lại. Tức là ở đây nó chỉ cho bạn nhập 3 lần thôi. Nếu như mà nhập quá 3 lần mà sai thì nó sẽ không cho nhập nữa đâu. Ví dụ ở đây mình nhập đúng nhá, là admin này. Mình nhập là password là admin 123. Lúc đấy mình đặt là admin 123 đấy, thì các bạn sẽ bấm vào login. Đấy, thì nó sẽ mở cái file này lên. Đấy, đấy là khi mà bạn nhập đúng nhá. Nào, mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ok, giả sử đây là cái file dữ liệu ban đầu của mình nhá. Đây là file không có gì đúng không? Bây giờ mình muốn tạo cái form đăng nhập cho cái file này. Đấy, mà người khác phải có user và mật khẩu mới làm được đúng không? Ở đây ví dụ mình gõ một câu đi. Ví dụ mình gõ là gì ạ? Đăng ký kênh gái Excel nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lưu cái file này lại. Cái file này là rất quan trọng đúng không ạ? Các bạn save này. Đấy, ví dụ mình lưu ra desktop đi. Các bạn chú ý nhá, vì ở đây là cái form đăng nhập, đâm ra các bạn phải lưu dưới dạng là XLSM. Tức là gì ạ? Excel Macro Enable đấy nhá. Ở đây mình sẽ đặt tên là gì ạ? Form đăng nhập. Đấy, các bạn enter. Thì như vậy ở đây cái file là form đăng nhập.xlsm rồi đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ tạo cái form để phải nhập user password đúng mới truy cập được nhá, đúng không ạ? Các bạn sẽ ấn Alt+F11 để các bạn mở cái cửa sổ VB ra này, Alt+F11. Đấy, thì một cái cửa sổ VB đã hiện ra đúng không? Ở đây mình kéo rộng ra. Các bạn chú ý ở đây mình đang mở hai file. Một cái file ấy là cái file mà mình đã hoàn thành này, cái file uform complete đây này. Đấy, là cái file đã hoàn thành nhá, các bạn có thể nhìn thấy cái uform này. Bây giờ cái file là cái form đăng nhập, là cái form mới của mình nhá. Mình sẽ tạo giống hệt cái này cho các bạn xem nhá. Thì đầu tiên các bạn phải tạo một cái uform đã. Thì các bạn sẽ nhấn chuột phải vào cái file của các bạn nhá. Các bạn chọn insert. Mình sẽ chọn uform. Đấy. Các bạn sẽ kéo cái uform này theo cái kích cỡ mà các bạn mong muốn nhá. Đấy, ví dụ như thế này đi. Tiếp theo này các bạn sẽ nhìn thấy cái toolbox ở đây. Nếu như bạn nào mà không thấy toolbox nhá, thì các bạn sẽ tích vào cái toolbox này này. Đấy, thì nó sẽ hiện cái toolbox ở đây cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ nhấn chuột phải vào uform đã, các bạn chọn property. Đấy, thì cái back color đây mình có thể cho nó thành màu trắng nhá. Đấy, các bạn thấy nhá, cái này nó sẽ chuyển sang màu trắng rồi đúng không? Ví dụ cái tên uform này mình sẽ đặt là gì ạ? Login. Đấy, còn cái caption, ví dụ mình đặt cái caption là cái hiển thị ở trên này này. Mình sẽ ghi là gì ạ? Form đăng nhập. Đấy, thì nó là form đăng nhập rồi đúng không ạ? Ok, bây giờ mình đóng lại nhá. Tiếp theo là gì ạ? Các bạn sẽ tạo một cái khung nhá. Đấy, các bạn sẽ tích vào cái frame này này. Mình sẽ tạo một cái khung. Thì tùy các bạn có thể tạo khung cũng được nhá. Nếu các bạn không thích thì các bạn không cần tạo khung. Đấy là một cái frame đây đúng không? Các bạn nhấn chuột phải vào frame này, các bạn chọn property. Cái border ở đây mình sẽ đổi cho nó cái màu palette. Các bạn sẽ chọn cái border hình gì thì các bạn chọn nhá. Ví dụ mình chọn cái border màu tím đi. Cái border style đây mình sẽ đổi nó thành một style single. Đấy. Các bạn thích màu gì thì các bạn chọn nhé. Cái caption ở đây là gì ạ? Đăng nhập. Để truy cập file đúng không? Cái font này nhé, các bạn có thể cho to ra một tí cũng được. Ví dụ mình để cho 12 đi. Tô đậm đi. Đấy, các bạn ok. Đấy, đăng nhập để truy cập file đúng không? Mình sẽ đóng cái property này lại. Tiếp theo là gì ạ? Các bạn sẽ tạo các cái image nhé. Ở đây mình sẽ tạo hai cái image. Một cái image là hình người để login và một cái image để hình cái chìa khóa để nhập password đúng không? Các bạn nhấn chuột phải, các bạn copy. Nhấn chuột phải, các bạn paste vào đây. Đấy. Như vậy mình có hai cái ảnh này rồi đúng không? Tiếp theo mình sẽ tạo hai cái text box nhé. Text box để mình nhập gì ạ? Mình sẽ nhập cái user và mật khẩu đấy. Đấy, các bạn nhấn chuột phải vào text box này, các bạn copy. Các bạn nhấn chuột phải, các bạn paste. Thì tùy cái vị trí và kích cỡ các bạn tạo nhé. Ở đây mình tạo mẫu thôi. Tiếp theo mình sẽ tạo cái bottom ở đây. Đấy, các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo này. Bottom này là gì ạ? Bottom này là đăng nhập nhá. Đấy, các bạn nhấn chuột phải, các bạn copy. Các bạn nhấn chuột phải, các bạn paste. Mình sẽ có hai cái bottom đúng không ạ? Một cái là login và một cái là
cancel. Đấy. Tiếp theo mình sẽ gì? Mình sẽ chèn ảnh vào cái image này, các bạn nháy chuột phải vào image này, các bạn chọn property. Các bạn lăn xuống dưới mình sẽ thấy cái phần gì ạ? Phần picture nhá. Đây phần picture các bạn tích vào đây, các bạn sẽ chọn ảnh cho nó. Các bạn sẽ chọn đến cái thư mục mà lưu các cái icon của mình nhá. Các bạn chú ý mình sẽ gửi các cái icon này trong phần mô tả phía dưới video. Nếu các bạn cần thì các bạn có thể tải về. Các cái icon này thực ra nó không quan trọng đâu, thì nó làm cho cái chương trình nó đẹp hơn thôi ạ. Cái picture size mode ở đây này, mình sẽ chọn cái mode zoom này đi. Đấy. Cái gì? Cái border style đây mình sẽ bỏ đi nhá, mình không chọn border style. Đấy. Cho nó đỡ xấu, các bạn tích vào cái image thứ hai này. Đấy cái border style đây mình cũng đặt nó style lăn đi. Ở đây cái phần picture mình sẽ đặt là gì? Đấy, cái phần chìa khóa này. Ok. Bây giờ mình sẽ đặt tên nhá. Cái text box này lại các bạn sẽ đây các bạn sẽ tích vào text box này, cái name ở đây mình sẽ đặt là gì ạ? TXT user ID. Đấy, tiếp theo là cái control tip nhá, mình sẽ ghi là gì ạ? Nhập tên hay tên đăng nhập đi. Tiếp theo các bạn sẽ tích vào cái gì ạ? Cái text box thứ hai này mình sẽ đặt tên là gì? TXT password. Đấy, cái control tip ở đây mình sẽ đặt là gì ạ? Nhập mật khẩu đúng không? Riêng cái password này thì các bạn chú ý các bạn lăn xuống dưới các bạn sẽ thấy cái gì ạ? Cái phần password cha đây này, tức là cái ký tự ở đây mình sẽ đánh dấu sao. Nghĩa là gì ạ? Mình sẽ nhập các ký tự vào thì nó sẽ hiển thị dưới dạng dấu sao để người khác không nhìn thấy đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ tích vào cái password ở đây, mình sẽ đặt tên là gì ạ? Password login đúng không ạ? Đấy, còn cái caption ở đây mình sẽ đặt tên là gì? Các bạn ghi là login là tiếng Anh hoặc các bạn ghi đăng nhập cũng được nhá. Đấy các bạn sẽ tích vào cái password này, mình sẽ đặt tên là gì ạ? BTN cancel. Đấy còn cái caption ở đây nhá, mình sẽ đặt tên là cancel. Ok. Mình sẽ tô màu nhá. Cái base color ở đây mình sẽ tô màu palette này, ví dụ mình cho màu tím đi. Còn cái login mình sẽ cho màu. Các bạn sẽ cho màu mà các bạn mong muốn nhá, ví dụ mình cho màu xanh này đi. Đấy. Ok, như vậy là mình đã xong cái form nhá. Bây giờ mình thử chạy thử nhá. Các bạn sẽ tích vào cái nút màu xanh hình tam giác này hoặc là phím tắt là F5. Các bạn tích vào đây. Đấy thì nó sẽ ra cái uform này. Ở cái ảnh này bây giờ mình sẽ cho cái image này nó là transparent đi nhá. Nhìn nó chỉ hiện cái icon đấy thôi, nhìn cho nó đẹp. Hoặc nếu bạn nào thích thì cứ để đây. Đấy các bạn sẽ tích vào cái image này nhá. Cái phần gì ạ? Back style đây mình sẽ để là gì? Mình sẽ để transparent. Đấy, nó chỉ hiện icon thôi. Back style đây mình sẽ để là gì ạ? Transparent. Đấy, các bạn đóng lại. Vậy các bạn chạy lại. Đấy nó chỉ còn icon thôi nhá, nó không còn cái viền đen đen là xung quanh cái icon này nữa. Nhìn có vẻ đẹp hơn đấy. Đây các bạn có thể gõ này. Đấy. Ở đây các bạn gõ thì nó sẽ ra dấu sao đúng không? Đấy. Cái phông chữ này hơi to đúng không? Mình sẽ cho cái chữ này nhỏ đi một tí nhá, chữ user này này. Hoặc các bạn sẽ kéo rộng cái khung đăng nhập này ra nhá. Đấy, mình sẽ đóng đi. Các bạn sẽ nháy chuột phải ở đây các bạn chọn property nhá, mình có thể thay đổi cái kích cỡ độ rộng đây này. Cái hai đây này, mình sẽ đặt ví dụ mình đặt là 22 đi. Đấy. Cái này cũng tương tự, vậy mình sẽ đặt là gì ạ? Cái này 2 là mình đặt 22 đi. Đấy. Thế thì cái 2 này mình cũng đặt giống nhau nhá, mình đặt 22 hết. Ok. Bây giờ mình sẽ chạy lại này. Đấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn rồi đúng không? Đấy, nó sẽ vào giữa ô nhá. Ok, bây giờ mình sẽ viết code nhá. Các bạn đóng lại. Bây giờ nhé, các bạn sẽ tích vào gì ạ? Ở đây nó có cái view code này, các bạn có thể tích vào cái view code này cũng được. Đấy thì nó sẽ hiện ra một cái là gì ạ? Uform click nhá. Hoặc các bạn sẽ tích vào đây, các bạn sẽ tích vào uform này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ thay cái click bằng cái khởi tạo initialize đây này. Đấy. Mình sẽ xóa cái click này đi. Thì trong cái khởi tạo này mình làm cái việc gì? Mình sẽ ghi là mi này .txt user ID các bạn ấn tab nhá. .value mình sẽ bằng gì ạ? Bằng rộng. Tiếp theo là gì ạ? mi.txt password này các bạn ấn tab này, .value cũng bằng rộng luôn. Tức là khởi tạo là mình sẽ xóa hai cái tự user password đi, mình để rộng nhá, mình không nhập gì cả đúng không? Ở đây mình sẽ gán thì mi.txt .user ID .set for code này. Tức là khi mình khởi tạo cái uform thì nó sẽ nhảy vào cái phần user ID để mình nhập tên nhá. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Đấy, thì nó sẽ nhảy vào cái phần user ID ở đây. Còn cái control tip lúc đấy vừa xong này, các bạn chỏ vào đây nó hiện tên đăng nhập này. Các bạn chỏ vào đây nó là nhập mật khẩu. Các bạn chỏ vào đây này,
À, lúc đấy mình chưa nhập con chuột tít cho hai cái này đúng không? Bây giờ mình đóng lại. Các bạn nháy chuột phải và cancel nhé. Các bạn chọn property. Cái phần con chuột tít ở đây mình ghi là gì ạ? Nhấn vào đây để thoát này. Đấy. Còn cái login ở đây các bạn tích vào login nhé. Cái con chuột tít mình sẽ ghi là gì ạ? Nhấn vào đây để đăng nhập đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ tích đúp vào cái login này thì nó sẽ làm việc gì đúng không? Các bạn tích đúp vào cái login này thì nó sẽ hiện một cái chương trình là gì ạ? Sub bottom login click này. Đầu tiên mình sẽ khai báo các cái biến nhá, user id string. Đấy, các bạn ấn tab. Ở đây là gym password string. Xong là mình sẽ gán gì ạ? User này. Các bạn ấn Ctrl Space nhé. Đấy, User ID này. Các bạn có thể gán bằng mi.txt User ID.value. Đấy. Tiếp theo là gì ạ? Password này. Các bạn ấn Ctrl Space nhé. Ấn Tab bằng gì ạ? mi.txt.password này. .value. Đấy. Ở đây bắt đầu mình sẽ set này. If. Nếu như mà gì ạ? Nếu như các bạn mở ngoặc đơn ra nhé. Nếu như mà User ID các bạn ấn Ctrl Space này. Để nó gợi nhắc này, user ID và bằng gì ạ? Bằng ví dụ mình tạo một cái user là admin. Đấy, đóng ngoặc kép lại. And gì ạ? And password này, các bạn ấn Ctrl Space nhá. Password bằng gì ạ? Ví dụ mình đặt là admin 123 nhá. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại. Các bạn đóng ngoặc đơn lại. Như vậy là nếu như phải đăng nhập đúng cái admin này được, hoặc các bạn có thể tạo thêm một cái password nữa, thì các bạn dùng cái hàm or này. Sau đó các bạn mở ngoặc. Hoặc là user mà bằng gì ạ? Các bạn mở ngoặc. User các bạn ấn Ctrl Space nhá, user ID này bằng. Các bạn có thể tạo một cái user get này. User khách này đúng không? And path các bạn ấn Ctrl Space nhá, password bằng gì ạ? Ví dụ là get 234 đi. Các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại, gen. Đấy, trong trường hợp này là mình sẽ tạo hai user nhá. Còn nếu như các bạn tạo nhiều user ấy, thì các bạn có thể dùng một cái file Excel sau đó các bạn dùng vòng lặp để các bạn quét nhá. Thì các bạn có thể luyện thêm cái trường hợp nhiều user. Ở đây mình làm hai user thôi ạ. Đấy, ở đây là end if. Thì trong cú pháp if, end if này mình sẽ làm việc gì? Nếu như mà nhập đúng không? Thì mình sẽ gì ạ? Unload, các bạn ấn Ctrl Space nhá. Unload này các bạn ấn Tab. Đấy. Unload cái uform này là mi này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ viết là gì? Application này. Các bạn ấn mũi tên xuống, ấn Tab này. Chấm visible. Các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng true. Tức là mình sẽ hiện cái ứng dụng này lên thôi. Bây giờ else đi, trường hợp ngược lại mà không đúng, tức là nhập password sai nhá. Thì mình sẽ làm thêm một cái điều kiện nữa là gì ạ? Mình sẽ khống chế cái số lần nhập password sai thôi. Thì thông thường người ta chỉ cho nhập 3 lần thôi nhá. Đấy, thì mình sẽ đặt một cái biến. Thì đầu tiên các bạn phải tạo một cái biến toàn cục, nó gọi là public. Nghĩa là gì ạ? Tất cả từ chương trình nào các bạn cũng truy cập được nhá. Thì mình sẽ ở đây, mình sẽ tạo thêm một cái module, các bạn nháy chuột phải này, insert module. Đấy, các bạn tích đúp vào module. Sau đó các bạn sẽ viết một cái đoạn code là public này. Public là khai báo biến toàn cục đấy. Ví dụ mình ghi là gì? Số lần đăng nhập nhé. Hoặc các bạn ghi tiếng Anh là 5 login. Đấy. S gì? S integer. Đấy. Tức là mình sẽ khai báo một cái biến là số lần login đây là kiểu integer đúng không? Bây giờ các bạn lại quay lại cái uform. Đấy. Các bạn vào cái gì ạ? Cái view code này nhé. Bây giờ các bạn là if này. Nếu như mà gì ạ? Number các bạn ấn Ctrl Space nhé. Number of login gì ạ? Mà nhỏ hơn 3. Gen. Nếu như nhỏ hơn 3 thì cho phép đăng nhập tiếp đúng không? Thì ở đây mình sau khi mà đăng nhập sai đúng không? Mình lại xóa cái đấy đi. mi.txt password này. .value bằng rỗng này. Đấy, mi.txt các bạn ấn mũi tên xuống, ấn tab này. .value bằng rỗng. Và mình phải tăng lên number of login này. Các bạn ấn Ctrl Space nhá. Bằng chính nó cộng 1, tức là mình sẽ tăng nó lên 1 đúng không? Đấy, và mình sẽ hiện một cái thông báo MSG box này là tên hoặc mật khẩu chưa đúng, tên hoặc path chưa đúng nhé. Các bạn tùy các bạn gõ cái gì thì gõ nhé. Ở đây mình là ví dụ thôi, xin nhập lại. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại phẩy, các bạn có thể thêm cái gì ạ? VB only thôi, VB ok only này, cộng với cả gì ạ? VB criteria, tức là một cái cảnh báo đỏ đấy. Ok. Ở đây L nữa.
Tức là cái L này là gì? Cái L này nếu như mà cái number log in mà nó lớn hơn 3 rồi đúng không? Thì mình sẽ làm việc gì? Thì thêm một cái end if ở đây đã. Thì trong cái phần L này, tức là ngược lại số lần log in mà lớn hơn bằng 3 nhá, thì mình sẽ làm việc gì? Mình phải thoát cái Excel này luôn, mình sẽ không cho họ làm nữa đúng không? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ hiện cái thông báo là MSG box này, Canton Space nhá. Là bạn nhập sai quá 3 lần. Sau đó mình sẽ unload, các bạn ấn Ctrl Space nhé, unload me, tức là mình tắt cái uform đi. Mình sẽ application. Đấy. Các bạn trả về cái ứng dụng Excel, các bạn sẽ bằng true. Mình sẽ gán hiện number of login nhé, các bạn ấn Ctrl Space bằng 0. Đấy, tức là sau khi tắt rồi thì mình phải trả nó bằng 0 đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có mấy lệnh này thôi. Bây giờ các bạn test thử nhé, các bạn save vào đã. Bây giờ các bạn chạy này. Các bạn chú ý nhé, mình phải nhớ cái password mật khẩu đây này. Đấy, bây giờ ví dụ mình nhập là gì? Admin. Admin 123. Đấy, các bạn login. Ok, đấy, nhập đúng thì nó sẽ vào file. Bây giờ nó lại thoát, nó vào cái uform này luôn rồi đúng không ạ? Đấy. Bây giờ view code tiếp. Hoặc bên mình chạy thử nhá, xem cái get có được không? Get. Đấy, hoặc mình gõ vào password bất kỳ, password sai đi. Đấy, thì nó sẽ báo này, tên hoặc password chưa đúng, xin nhập lại. Đấy. Ở đây mình này. Get. Phát là gì ạ? Get 234 đúng không? Cạn log in. Đấy, đúng thì nó sẽ ok. Tiếp theo là gì ạ? Bây giờ mình sẽ tích vào cái bát từng cancel này. Nếu như mà tích vào cancel thì sẽ làm việc gì? Ở đây nếu như cancel nhá, tức là mình sẽ đóng chương trình đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ gì ạ? Unload. Các bạn ấn Ctrl Space nhá. Unload me. Mình sẽ tắt cái uform này. Tiếp theo là gì ạ? Các bạn ghi application. Chấm gì ạ? Chấm visible. Mình sẽ bằng gì ạ? Bằng true. Ở đây mình sẽ gán gì ạ? Number of login nhé. Bằng gì ạ? Bằng 0. Và mình sẽ đóng cái file này lại. This, các bạn ấn Ctrl Space nhé. This workbook chấm gì ạ? Chấm close. Các bạn cách ra. Save change. 2 chấm bằng 4. Đấy. À, mình sẽ copy cái câu lệnh này. Các bạn nháy chuột phải copy. Lúc đấy là cái phần gì ạ? Cái phần login nhé. Ở đây nếu như mà mình nhập sai quá 3 lần mình cũng đóng cái file này lại. Đấy, các bạn nháy chuột phải, các bạn paste cái lệnh vừa xong vào đây. Đấy. Tức là nếu như mà nhập sai quá 3 lần thì mình cũng đóng cái file này. Ok, các bạn save. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhé. Run này. Đấy, nếu như các bạn bấm cancel là nó sẽ thoát luôn. Đấy. Đây nó chỉ còn cái file complete thôi nhá. Đấy, bây giờ mình lại phải mở cái file kia lên. Đấy, mình lúc đấy mình lưu ra desktop đúng không? Các bạn sẽ tích đút vào đây. Đây là cái file của mình. Các bạn ấn Alt F11 nhé. Đây là cái file các bạn đang làm là form đăng nhập đây này. Đấy. Tiếp theo là gì ạ? Giả sử khi mình chạy cái uform này nhá, nếu như mà ai mà bấm vào cái dấu tích này để đóng lại thì mình sẽ không cho đóng nhá. Chỉ có thể là bấm cancel để thoát thôi. Thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy, bây giờ các bạn sẽ tích vào cái view code này. Đấy, các bạn sẽ chọn ở đây, các bạn sẽ chọn uform. Sau đó các bạn sẽ chọn gì ạ? Các bạn sẽ chọn cái query close. Đấy thì lập tức nó sẽ tạo một cái chương trình là cái uform này query close lại nhá. Ở đây mình set gì ạ? Con ra đây. Đây các bạn thấy cái close mode đây này. Đấy. If này, nếu như mà gì ạ? Cái close mode các bạn ấn Ctrl Space nhá. Đấy, close mode mà bằng 0, tức là nó sẽ đóng cái file này lại đúng không? Gen thì các bạn sẽ gán cancel bằng 1. Tức là mình sẽ không cho đóng này, cái cancel ở trên này này. Đấy, bằng 1 đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ lưu lại nhá. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem này. Đấy, nếu như mà đóng cái này đấy các bạn thấy chưa? Không cho đóng đúng không ạ? Đấy, bây giờ nhập đúng này, admin, admin 123 đúng không? Các bạn tích vào login. Đấy. Tiếp theo là cái bước này khá là quan trọng nhá. Là gì? Các bạn sẽ tích đúp vào cái zip workbook này. Cái bước này là quan trọng nhất đấy, mình nghĩ là như vậy. Ở đây các bạn sẽ chọn là gì ạ? Workbook này. Thì nó lập tức nó tạo một cái chương trình là private sub workbook open. Đấy. Tức là ngay từ bước đầu là các bạn phải mở cái workbook này đúng không ạ? Chứ không phải là cái uform đúng không? Nếu như mà mở cái file này thì các bạn sẽ làm cái việc gì? Các bạn sẽ gán này, number, các bạn ấn Ctrl Space nhé, bằng 0 đã. Để cho người ta sẽ được phép login 3 lần, đúng không? Các bạn sẽ ghi là gì ạ? Application này. Cái bước này rất là quan trọng này. Đấy, chấm visible. Riêng cái này lại phải bằng full. Tại sao lại bằng full ạ? Tại vì khi các bạn mở file lên nhé, nếu như các bạn không bằng full thì người ta vẫn nhìn thấy cái dữ liệu ở đây. Người ta nhìn thấy cái uform và người ta cũng nhìn thấy cái dữ liệu ở đây cho lên. Mình phải gì ạ? Mình phải bằng full ở đây, tức là mình không cho họ nhìn thấy cái dữ liệu mà mình chỉ hiện cái uform thôi. Đấy.
Ở đây mình sẽ ghi là gì ạ? Đây cái U-form mình đặt là login đúng không? Đây này, login thì các bạn sẽ ghi là login. Các bạn có thể ấn Ctrl Space nhé. Đấy, ấn mũi tên xuống, ấn Tab này, chấm sâu. Đấy, tức là mình sẽ hiện cái U-form này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ save lại. Các bạn chú ý nhé, cái private này các bạn sẽ đổi thành public cho mình. Đấy, public cho mình nhé. Đấy, bây giờ các bạn đóng lại. Bây giờ các bạn save, các bạn đóng lại. Các bạn đóng cả cái file này lại nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái file này lên. Các bạn tích đúp vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ không hiện cái Excel kia mà nó hiện cái U-form này. Vì lúc nãy mình có câu lệnh là gì? Application.visible bằng full mà. Mình sẽ không hiện Excel. Mà mình chỉ hiện cái U-form này thôi để cho đăng nhập thôi. Đấy, ví dụ mình đăng nhập là admin. Ví dụ nhập sai mật khẩu nhá. Mình login này nó sẽ báo là tên hoặc mật khẩu chưa đúng. Xin nhập lại đúng không? Đấy. Đây là admin. Đây là admin123 đúng không? Các bạn login. Đấy, như vậy mới được. Rất là hay phải không ạ? Thì trước khi kết thúc thì mình sẽ tóm tắt cho các bạn lại là mình sẽ làm những cái việc gì nhé. Đầu tiên các bạn phải tạo một cái form login như thế này. Đấy. Sau đó thì các bạn phải tạo một cái module. Cái module này làm việc gì? Mình sẽ khai báo một cái biến là biến số lần login là integer. Cái biến public này gọi là biến toàn cục đấy. Tức là tất cả các chương trình nào nó đều truy cập được cái biến này nhé. Tiếp theo là gì? Cái zip cookbook này là cái quan trọng nhất đây này. Các bạn phải chọn là public sub workbook open. Đấy. Thì bản chất ở đây là có cookbook và ở đây là open. Đấy, sau đó ở đây mình sẽ gán số lần login, mình sẽ reset nó về không. Cái visible này cũng quan trọng này. Đấy, giả sử bây giờ mình sẽ đặt nó bằng true, mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đấy, nếu như mình đặt nó bằng true nhá, thì khi các bạn mở lên ý, thì nó vẫn nhìn thấy cái file Excel của các bạn. Này, các bạn sẽ đóng đi, các bạn save này. Đấy, về các bạn tích đúp vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó hiện cả cái U-form này và nó cũng nhìn thấy cái file Excel này. Các bạn thấy không? Rất là dở. Đấy. Đấy là lý do vì sao mà cái visible kia mình phải hiện bằng full đấy. Bây giờ mình cancel. Thì nó tắt đi thì không sao đúng không? Đấy. Bây giờ các bạn tích đúp vào đây. Đấy. Admin này. Admin123 đúng không? Login. Đấy. Các bạn ấn Alt+F11 để các bạn sửa code nhé. Đấy. Cái zip cookbook này các bạn sửa lại nhé. Cái này phải là bằng full. Đấy. Đấy là lý do vì sao bằng full. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.